Xin chào người đặt câu hỏi. Có mặt ở đây là cũng giống anh Sơn một phần là được anh Thiên tạo cảm hứng và cũng là một cái sự hy vọng rất là lớn cho cái mảng khá là có không gian hẹp ở trong cái nền giải trí Việt Nam mình là nhập rock. Cơ bản là nó rất là xứng đáng với lại những cái sự kỳ vọng cũng như nỗ lực của từng thành viên một sống trong cái phân khúc rất là đặc biệt mà mọi người có thể nói là định kiến hay không định kiến, tranh luận đến bao giờ cũng không bao giờ hết. Nhưng có tin rằng là nó là một cái cánh cửa ban đầu nhìn có vẻ nhỏ nhỏ nhưng như cánh cửa thần kỳ Doraemon nha, tới được khắp nơi. Và nó là niềm vui, tín hiệu tích cực, cũng như mình tin là nếu ai có theo dõi chương trình ngay tại đây đang xảy ra, tất cả những người tham gia đều là những người rất là tôn trọng, yêu thích và theo đuổi những cái gì đó rất đặc biệt. Và mình tin nhân văn. Em cảm ơn câu hỏi của chị. Thì anh bạn Phát